thấy con đi chơi tối khuya không chịu về, mẹ liền dùng cách khôn tốn một hơi. Rồi rồi, thấy không chị này. Theo đó, gia đình của cô gái trong đoạn clip đang sống trong một căn chung cư cao tầng, bên dưới là khu vực sinh hoạt chung của cư dân và tất nhiên không thể thiếu khu vui chơi mini dành cho trẻ em. Lúc này đã tối khuya, thế nhưng với bản tính ham chơi của mình, bé gái vẫn ở lì bên dưới với đám bạn mãi kêu mà không chịu trở về. Chạy về tận nơi để kêu thì tốn công, mà đứng ra ban công để gào thét thì tốn sức. Người mẹ liền nghĩ ra một cách cực nhanh mà hiệu quả, lại còn không mất công mất sức. Đó là dùng đèn pin phiên bản đèn chiếu yêu. Từ video quay lại có thể thấy, người mẹ đã dùng chiếc đèn pin với độ sáng có thể thấy rõ luôn cả tâm can lòng người để định vị ra con gái của mình. Sau đó người này tiếp tục rọi theo từng bước đi của con để đuổi về nhà, theo dõi nhất cử nhất động khiến bé gái không thể thoát khỏi tầm mắt của phụ huynh, đồng thời chiếm trọn luôn cả spotlight của tòa nhà chung cư. Ôi trời ơi! Cách gọi con về của người mẹ sau khi đăng tải đã nhận về vô vàn lượt xem trên mạng xã hội TikTok. Một vài bình luận đáng chú ý mà dân tình đã để lại ở bên dưới video. Bảo sao đi xem bói thầy nói, trên đường đời sẽ có người soi đường dẫn lối cho con. Nhìn cái đèn tưởng đang bị truy nã giống như mấy cảnh sát rọi tội phạm ở trong phim. Đèn gì mà sáng ghê, tưởng đâu là đèn chiếu yêu nữa chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.